khổ trước sướng sau. Lúc đầu đau, lúc sau sướng. À đâu. Cơn đau xảy ra khi bạn bị yếu tố kích thích từ bên ngoài. Ví dụ như khi đó nó sẽ kích hoạt tế bào thần kinh cảm giác để gửi thông điệp đến não thông qua tủy sống, khiến bạn đau thì thường xuất hiện ở hai dạng. Dạng đầu tiên là đau vật lý, tức là đau trên cơ thể khi bị tác động vật lý. Dạng thứ hai là đau ở đây này, tức là đau do đối phương ra quá mau. Đau ở đây này. Dựa vào cơn đau mà người ta chia làm 10 cấp độ tăng dần. Không đau, đau, rất đau. Thường thì bác sĩ sẽ chuẩn đoán cấp độ đau của bệnh nhân thông qua biểu cảm khuôn mặt. Cũng là cấp độ đau, nhưng thứ các ông thường xuyên áp dụng hơn sẽ là rất đau, hơi đau, không đau. Dưới đây sẽ là thống kê các mức độ đau được đo trên thang DOL mà mình gọi là DOT. DOT là gì thì mình cũng không tìm thấy tài liệu. Vậy nên hãy cứ coi nó là đơn vị đo của độ đau nhé. Đứt tay bởi dao cắt giấy, 2 đốt. Mèo cào sẽ là 5 đốt. Đấm vào tường sẽ là 7 đốt. Đạp phải mẩu Lego, 8 đốt. Đổ oxy già vào vết thương, 12 đốt. Độ đau này tương đương với một nhát chích của ong mật. Xé móng tay, 15 đốt. Xăm hình các kiểu, 18 đốt. Độ đau này cũng tương đương với việc bạn bị gãy xương. Loét dạ dày, 22 đốt. Đau nửa đầu, 25 đốt. Dính dầu sôi, 27 đốt. Bị cá đuối đâm, 30 đốt. Đau tim, 33 đốt. Bị đâm bằng dao, 38 đốt. Ăn kẹo đông, 43 đốt. Đái ra một viên sỏi, 50 đốt. Ăn knock out và cậu nhỏ, 52 đốt. Đẻ thường, 57 đốt. Và cuối cùng và đau đớn nhất trong thống kê dưới đây là chết cháy, 70 đốt. Như vậy thì theo thống kê của các mức độ đau trên thì nếu bị đá và hạ bộ nó cũng đau gần ngang với đau đẻ các chị. Ôi em ạ. Vậy nên các chị em mình hãy biết nâng niu con cưu Việt, còn mấy ông thì ráng mà bảo trọng. Video trước chúng ta đã biết ta dành hơn 50% thời gian sống là chỉ để ngủ. À đấy là mình. Còn các bạn thì mất cỡ 24 năm thôi, khoảng 1/3 tổng thời gian các bạn sống, tức là 33,333. Rồi. Vì là khung thời gian chúng ta sử dụng nhiều nhất, thế nên trong khoảng thời gian này có rất nhiều sự lạ diễn ra. Nhiều người đi ngủ mà lại không ngủ, rõ ràng đã thức mà lại không dậy được, ngủ khô nhưng lại thức ướt. Nói chung là các kiểu con đà điểu. Nhưng mà ấn tượng nhất thì có lẽ đang nằm trên giường, tự dưng có cảm giác rơi vô định, rơi xuống nơi thăm thẳm trong không gian tĩnh lặng xa xăm, rồi tỉnh giấc trong khi méo hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mình có hút ngủ trước khi đi cần đâu mà ta. Đầu tiên, để các bạn an tâm trước khi mình giải thích về hiện tượng này là nó không phải là biểu hiện của bất kỳ bệnh lý nào và hầu như mọi người đều gặp, chứ không phải là do bạn hút ngủ. Dưới đây là giải thích của các nhà thần kinh học về giấc ngủ. Khi chúng ta bắt đầu thiêu ngủ, trương lực cơ giảm, tức là các cơ sẽ giãn ra. Nhưng nếu hệ cơ giãn quá nhanh so với hoạt động kiểm soát thăng bằng của não thì khi đó não sẽ cảm nhận đây là một hiện tượng bị té ngã và sẽ nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể bằng cách ra lệnh cho hệ cơ co lại. Hiện tượng té giếng này chỉ tồn tại từ 1 đến 2 giây. Một số người cũng có thể cảm nhận được không gian, âm thanh lúc mình bị té. Khi bị kiểu vậy thì bạn cần quan tâm nhiều hơn đến giấc ngủ của mình. Ngủ đúng khung thời gian sinh học, uống ít cà phê, rượu bia, hãy để cho não được thoải mái. Giải thích theo hệ tâm linh như mình thì lúc đó có thể bạn đang tiến vào một không gian khác, có thể là địa ngục hoặc một nơi nào đó. Nhưng vì bạn chưa được cấp quyền truy cập nên bị đá ra, bạn thì nghĩ theo hướng nào? Video trước chúng ta đã lý giải hiện tượng rơi tự do khi ngủ. Video này sẽ là hiện tượng bóng đè. Tuy là hiếm gặp nhưng nó tốn rất là nhiều giấy, đặc biệt là giấy vệ sinh, vì nhiều người sợ toát mồ hôi hãng khi bị bóng đè. Vậy bóng đè, ma đè là gì? Là hiện tượng bạn hoàn toàn tỉnh táo trước hoặc sau giấc ngủ. Bạn thì cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách chân thực, nhưng cơ thể thì không nghe thấy ý bạn, tức là không thể cử động chân tay, và đồng thời cảm thấy tức ngực, khó thở, như là có một ai đó đang ngồi trên ngực mình vậy. Họ giữ chặt, không cho mình cử động. Đa phần khi bị như này thì mọi người rất hoảng loạn. Nhiều người còn có cảm giác như là sắp hẹo. Số ít thì còn xuất hiện ảo giác các kiểu. Thế nên là sợ toát cả mồ hôi hãng. Hiện tượng này thường chỉ kéo dài từ 2 đến 5 phút. Nhưng nếu bạn bị thì kiểu thời gian ngưng luôn nó đọng, kiểu như cả tiếng các thứ. Lý giải khoa học của bác sĩ hàng đầu thế giới thì nói rằng, thật ra thì mình tìm trên mạng, mình nói vậy cho nó uy tín. Bóng đè xảy ra khi hormone trong cơ thể được tiết ra để ngăn cản giấc mơ tiếp tục. Hormone này thì sẽ khiến bạn tỉnh táo, nhưng cơ thể thì vẫn tiếp tục trong cơn mê. Bạn sẽ không làm chủ được nó trong một khoảng thời gian ngắn. Vài trang thì còn giải thích bóng đè bằng 4 pha khi ta ngủ. Nó xảy ra vào pha thứ 4, lúc ta ngủ sâu nhất, nhưng do não lag hoặc lỗi server khiến não thức mà cơ thể thì không. Vậy nên não không thể điều khiển cơ thể. Thường thì ai cũng ít nhất một lần bị bóng đè, nhiều thì có thể vài lần mỗi tháng. Điều này xảy ra khi bạn gặp áp lực bởi một thứ gì đó, hoặc do cơ thể mệt mỏi, hoặc là do bạn thiếu ngủ. Đó là lý giải khoa học, chứ hầu hết những người đã từng trải qua hiện tượng này trên thế giới đều cảm nhận rằng có một thứ gì đó tấn công họ, tạo áp lực lên ngực, chứ không đơn giản là bị lệch pha. Nếu đã từng bị, bạn tin chuyện này diễn ra bởi một thế lực hay là một hiện tượng?